Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp cùng với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID và các viên chức chính phủ, lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ và các nhà nghiên cứu đến từ 4 nước thuộc khu vực hạ lưu sông Mekong gồm Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã tập trung thảo luận trao đổi kinh nghiệm nhằm hợp tác cùng nhau giúp đỡ trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội để đại diện các nước trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Mục đích của chiến lược này là nhằm tìm ra cách thức chung giải quyết những vấn đề mà cả 4 nước gặp phải. Vì thế, đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo và các nhà nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm trong ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua nhiều chương trình khác nhau. Sau khi thảo luận, chúng tôi có thể học hỏi nhau nhiều hơn và đi đến thống nhất một lộ trình giải quyết sự tác động của biến đổi khí hậu. Là một trong những quốc gia đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã rất tích cực trong việc thực thi các cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu ở cả phương diện lập pháp và triển khai thực hiện, đặc biệt là ở khu vực làng nghề, nơi được cho là đang trong tình trạng ô nhiễm khá cao tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất lớn cho chúng tôi, cho khu vực làng nghề. Bởi vì duy nhất ở khu vực hợp tác xã, tôi liên minh hợp tác xã, tôi là người đầu tiên được tham dự các cái chương trình của Đại sứ quán Mỹ. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể là một đại sứ cho phía Việt Nam, là nhất là khu vực hợp tác xã, để nói lên cái tiếng nói của mình, là có thể là yêu cầu chính phủ cũng như là chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ của Việt Nam có những cái hỗ trợ lớn hơn để cho khu vực làng nghề có những cái chương trình để làm sao giảm thiểu ô nhiễm môi trường đến mức mà tối thiểu. Đại diện Sứ quán Hoa Kỳ cho biết, sắp tới chính phủ Hoa Kỳ sẽ cam kết những nguồn lực lớn dành cho sáng kiến hạ lưu sông Mekong trong 3 năm tới, thông qua sáng kiến liên kết chiến lược châu Á. Những nguồn lực này sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên của sáng kiến hạ lưu sông Mekong trong nỗ lực hướng tới hội nhập kinh tế và rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các quốc gia trong khối ASEAN. Trước thông tin